Hello, chào mọi người đã đến với kênh của mình. Mình là Zio Blockman và chào mọi người đã quay trở lại đến với một cái mini game cực kỳ hay trong Blockman Go, đó chính là Angry Birds nha bạn. Rồi đây đây, thì hiện tại mình đã đi qua tới cái map A4 rồi bạn ơi. Nhưng mà yêu cầu cấp độ level 8 thì mình mới có thể đi được map A5 các bạn à. Cho nên là chúng ta sẽ đi vào cày level. Rất là lâu rồi chúng ta chưa có chơi lại đúng không? Thì ở đây có một số người này để coi họ đi hướng nào mình sẽ đi hướng đó nha các bạn. Thử A3 không anh em? Ông này mới level 4 mà hả? Level 4 hình như đi được A2 à. Ok, từ từ, có cái shop nữa bạn. Từ từ, để coi mấy ông này đi đâu, mình đi theo mấy ông đó thôi. Họ đi map A2 quá, ok, thế qua A2 nhá. Vào chơi chung cho vui chứ chơi một mình hơi chán các bạn. Đấy, thì nói chung là trong đây bán nhiều Pokemon nó khá là đắt các bạn à. Cho nên là hiện tại chưa có tiền mua, mình có thể mua được mấy con này nè. Nhưng mà mình chưa có muốn mua các bạn. Hay là bây giờ mình mua Charizard lại ta. Ừ, thử Charizard không nhờ, giá cũng rẻ nè. Rồi ok, thì trong đây chúng ta chỉ cần đặt Pokemon ra rồi sau đó cộng lại cái kiểu rồi cho nó mạnh lên thôi bạn. Đấy, nó có thể tiến hóa nha các bạn. Rồi ok nha. Ví dụ như ba con Charizard đi. Đó, ba con Charmeleon, ba con Charmander nó sẽ tiến hóa thành một con Charmeleon. Đấy, ba con Charmeleon thì sẽ tiến hóa thành một con gì đó thì các bạn xem các bạn mới biết. Charizard hình như là chúng ta kết hợp không phải vậy đâu thì phải. Đâu rồi, hết tiền các bạn ơi. Mỗi con này đều có tiền riêng nha các bạn. Ok nè, từ từ để mình coi thử ba con này nó kết hợp thành gì đây. Lâu quá tôi không có chơi lại các bạn ơi. Oh, thành một con Charmeleon phiên bản robot các bạn à. Hình như mình đã tắt âm thanh thì phải. Đây, để mình mở âm thanh lên cho các bạn nghe cho nó hấp dẫn nha các bạn. Rồi, thì lần trước mình nhớ có ép Pikachu á. Pikachu là chúng ta sẽ kết hợp giữa ba con này lại với nhau nè. Đó, thì nó sẽ ra Pikachu. Ok, bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ test Charizard nha các bạn. Mình sẽ mua con này. Ok, con này là ba cái con lửa là chúng ta sẽ tiến hóa thành con Charizard nha các bạn. Ờ được rồi, bây giờ mình sẽ nuôi Charizard thử cho các bạn xem nha. Charizard này chúng ta chỉ cần nuôi những con lửa này thôi. Quá đơn giản bạn ơi. Thì mỗi con Pokemon trong đây nó đều có cái kỹ năng khác nhau nha các bạn. Ok nha. Rồi, hai con lửa chưa? Ui, ba con lửa hơi tốn kém tiền đấy. Mua tiền trong đây đắt không ta? Rồi để mình coi thử ơi, giá tiền như thế nào đây. Một gờ cúp. Ui, đắt thế. Đắt quá luôn bạn ơi. 10.000 gờ cúp được 10.000 tiền, quá đắt. Cái này để cho vui thôi chứ đừng mua bạn ơi, mua nó lỗ lắm. Mình mua mấy cái con Pokemon á nó sẽ lời hơn. Các bạn chịu tiền các bạn đắp vô Pokemon sẽ ok hơn á. Tại vì tiền trong đây mình qua một ván nó sẽ cung cấp cho mình ha, khá là dễ. Đấy. Bắn tới cũng chuyện luôn. Để coi coi còn mua được gì nữa không ta. Ráng tích mấy cái bon này chúng ta mua thêm nhiều con Pokemon mới bạn ơi. Đó, hiện tại là đây là những cái con Pokemon mình có thể nâng cấp lên được nè, thấy không? Đấy, ui cái Charizard nhìn ngầu vậy. Ui boss ra rồi. Chúng ta thử build Charizard trước nha. Charizard phiên bản robot các bạn, siêu ngầu luôn. Đâu rồi, thêm một ba con nữa là đủ nè. Boss ra kìa, ghê rồi. Đây. Đấy, Charizard nha các bạn. Oh my god, nó ngầu kìa. Ôi ôi, nó ngầu kinh khủng khiếp các bạn ơi. Trời ơi, nhìn kìa các bạn. Trời ơi, đỉnh cao chưa? Đúng là Charizard robot có kháng anh em. Ok nha, tôi sẽ spawn đông đông tí. Không ai cho tiền mình nha. Trong đây các bạn có thể cho tiền được luôn nha. Có hai con Raichu ở đây thì khá an toàn rồi. Bên đây thì chỉ sợ mỗi ui ở đây làm chậm nhiều quá, hơi thiếu đam nè. Không sao, chúng ta còn có những cái vật phẩm này nữa. Những vật phẩm khi mà boss nó vô tới trong mình có thể dùng để mà mình cản lên nha các bạn. Trong đây có thể cho tiền bạn bè được luôn, khá là hay. Ui tiền mình nghèo quá. Để qua cái đợt này mình đắp mấy con Pikachu anh em ơi, đắp Pikachu mới mạnh. Pikachu mới dễ thắng các bạn. Đó, cơ bản là bây giờ mình có Charizard rồi thì bây giờ chúng ta qua Pikachu. Quá đơn giản. Hai ba con này kết hợp lại với nhau thành Pikachu nè, đúng không? Ôi chuẩn luôn các bạn ơi. Hả? À. Ôi sao nó bị biến thành con khác rồi ta? Hình như là do có một con bị dư á, cho nên là nó sẽ biến thành con khác nha. Phải mình cộng sao thành con mèo các bạn ơi. Đây đây, một con Pikachu ra đời nè. Thành Raichu mới mạnh, Pikachu thì cơ bản cũng còn yếu anh em ạ. Cái này có 15 màng nha, ráng chơi để mình lên cấp các bạn à. À hả? Uro có rồi, con này có chưa ta? Hay. Đó, Pikachu nữa nè. Chúng ta sẽ cho nó thành Raichu nha các bạn. Tiến hóa mới được. Ok, ba con này sẽ thành Raichu. Đấy, Raichu. Ok, Raichu cực mạnh luôn các bạn à, đừng đùa. Rồi, số tiền còn lại thì mình sẽ đắp cho Charizard nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục build thêm một con Charizard nữa cho nó đỉnh các bạn ơi. Nhưng mà nó tới 50 tiền là khá là đắt đỏ luôn các bạn à. Ok, còn thêm 7 màn nữa mới win được anh em à. Charizard sắp ra rồi. 380 tiền. Mình ráng build thôi. Charizard hình như là cần tới đâu. Ba con này 3 × 3 là 9 nè, 9 con này 9 con kia. Ui, vậy là nhiều đó nha bạn, mấy chục con Charmander lận các bạn ơi.
mới tiến hóa thành Charizard mới móc được. Ui, nhưng mà các bạn phải mua các bạn mới có cái con này nha. Nè, tôi sẽ cho các bạn xem con này là cái thuộc tính của nó như thế nào nha. Đây, con này là sẽ giảm 10% máu hiện tại sau 5 giây, phạm vi 5 nè, bắn lan 5 nè, tốc độ tấn công là 46, đam là 500. Để mình so với cái con cá sấu này thử nha. Con này thì hình như là thua con Charizard nhiều. Charizard đam cao mà tốc độ bắn cao nữa bạn, quá ngon luôn bạn ơi. Tôi thấy Charizard ổn đó, nhưng mà vẫn không bằng chiến thuật Raichu nha các bạn. Rồi từ từ mình build thêm một con Charizard nữa cho nó ngầu nha các bạn. Nhưng mà vẫn thiếu tiền anh em ơi, khó quá nha. Đúng rồi, bắn nó đi. Đấy rồi, ui mấy con này trên boss nó có hệ nha các bạn. Cho nên là các bạn build các bạn cẩn thận để ý cái hệ, có khắc hệ đó các bạn. Và trong đây thì các bạn có những cái công thức chế Pokemon rất là nhiều nha, chứ không phải mỗi Charizard không đâu. Nhiều lắm, nhiều công thức lắm. Tôi cho thêm con Charizard nữa coi. Được chưa ta? Ấy, thì một bé Charizard ở đây nữa. Ui anh em xem nè, nó ngầu kinh khủng luôn ấy. Trời ơi, nhìn như khủng long như vậy, nhưng mà thực ra con này là thằng lằn mà. Không phải con rồng nữa bạn à. Nhìn như thằng lằn lai với khủng long ấy. Ngầu liền, mình chỉ build mỗi Charizard thôi trong video ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn muốn test con gì thì có thể bình luận bên dưới nha, và thử những cái chiến thuật của các bạn xem có win hay không nha. Trong đây có nhiều chiến thuật lắm bạn ơi. Rồi, có Snorlax nữa bạn, Snorlax máy móc. Nhưng mà cái đó để sau đi. Chúng ta test cái này trước. Ui, phun lửa làm chậm. Thanh niên này chơi toàn nước, mình thì chơi toàn lửa đây mà, ảo ma thực sự. Tại lửa kết hợp với nước thì nó mới giữ bạn ra lava đồ, chiến liền. Sự kết hợp hoàn hảo. Có con Scyther nè, Scyther để coi thông số coi. Scyther thì nói chung là cũng bình thường à. Mình thấy Charizard là đỉnh nhất rồi bạn ơi. Ui, con này đám cao vậy. Nhưng mà có một cái là nó không có đánh lan, con này có gây độc nữa nè. Con Baylit phiên bản máy móc các bạn à. Ui, nó mỗi con thì đều có ưu nhược điểm khác nhau nha bạn, không con nào giống con nào đâu, cho nên là tất cả đều là có sự thay đổi hết. Ui, con này nhìn ngầu vậy, nhưng mà con này yếu. Tôi thấy con Baylit với cả con Charizard mạnh vậy. Con này tốc độ cao mà bắn lan mà đám cao nữa thì quá là ngon. Boss sắp ra rồi đó anh em ơi. Mày này tôi chỉ chơi mỗi Charizard thôi. Đấy. Để game này bắt buộc anh em phải cày level thì mới qua được những cái màn boss mới ha. Ồ, có cả cái gì? Cái con gì nè? Con này là con Kyurem à đâu? Zekrom kết hợp với con gì? À, Kyurem đúng không nhỉ? À đâu? Kyurem là phiên bản kết hợp rồi. Con này là con gì mình lại quên nữa các bạn ơi. Bạn nào nhớ bình luận bên dưới nha. Cái con mà đi với Zekrom á mọi người. Zekrom kết hợp với cái con gì màu trắng ấy. Chết rồi, tôi lại quên nó rồi. Nhiều khi xem mà không nhớ, bạn bị đảng trí rồi. Con đó mà huyền thoại đó anh em. Sau này tôi sẽ mở những huyền thoại cho anh em xem nha. Cơ bản là bây giờ tôi sẽ test con Charizard trong màn này xem nó ngon hay không. Thực ra cũng khá là ổn anh em ơi. Chỉ số nó quá là đỉnh luôn ấy. Rồi đây đây đây. Nhưng mà áp thành Charizard mới mạnh nha. Đây nè. Đây là những lúc mà nó chưa up thành Charizard nè, khá là cùi. Nhưng mà được cái con này nó bắn lan anh em à, nó cũng như Pikachu ấy. Pikachu thì cũng bắn lan. Đấy, cũng tạm thôi, tạm đưa thôi đúng không? Ổn, mình thấy con này là 7 trên 10 đó. Theo anh em thì bao nhiêu điểm? Đánh màn này thì chúng ta sẽ lên cấp. Thì lên cấp thì chúng ta mới mở được màn mới nữa các bạn. Game này là cày cuốc dữ lắm á. Anh em là phải dành thời gian ra nhiều lắm để mà cày ấy. Ui, thanh niên chơi toàn hơi nước đây. Mình thì toàn hơi lửa. Mấy màn nè, từ màn A4 trở xuống á, thì các bạn có thể dùng tất cả Pikachu, Raichu hết nha. Mình mấy màn tới thì mình chưa có test, nhưng mà cơ bản là ngày xưa mình test toàn Pikachu thôi, cho nên là rất là dễ win. Ô, boss ra nè anh em ơi. Rồi, lần này tôi chơi khôn áo nhưng boss luôn nè. Mấy con Charizard rồi, 1, 2, 3, 4, 4 con các bạn. Trời ơi, tại vì build con này tốn thời gian lắm. Oh my god, boss ra nha các bạn. Con này thì, ôi, hai con luôn, đừng nói ba con nha. Mấy con này hơi khó nha, cho nên là mình nghĩ là nên có Raichu thì sẽ dễ hơn đấy. Đấy, Charizard thì được cái hỗ trợ thôi, đánh lan thôi. Đó, Raichu nó sẽ làm chậm lại nè, anh em thấy không? Đỉnh chưa? Nãy build Raichu sớm là ngon rồi. Ui, kéo đam không đủ nữa kìa. Toàn thế lị. Không sao, mình còn mấy cái hiệu ứng ở đây mày. Lát nữa nó vô tới đây mình sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Không được rồi, thế phải ép thêm một vài bé Pikachu nữa thôi. Pikachu đâu, sẽ chưa biến hình vậy. Bro, hết tiền anh em ơi. Đừng nói thua nha, mà sao thua được bạn. Đây, để mình dùng cái kiếm nha bạn. Ok nha. À, dùng kiếm lửa tấn công nè. Ủa, mình đánh nó được không ta? Mình đi đánh nó đâu được đâu. Dùng kiếm hiệu ứng đóng băng nha các bạn. Mình không cho mắc điểm các bạn ơi. Đấy, đóng băng nè, cái này có 10 à, rất là rẻ bạn.
Thật ra cái này lần này mình test thôi chứ lần trước mình chơi Raichu là win nhanh lắm anh em ơi. Để tôi đóng băng lại cho. Ui không đủ đủ đam mà thôi kệ đi, lỡ mất điểm không sao anh em ơi. Như vậy là Charizard không thể nào mà qua được mạng này nha. Thì tất nhiên là qua được nhưng mà không được 100% điểm anh em. Đó, thì cái ấy, chứ rồi tự nhiên bấm chơi lại vậy. Thì cái này á các bạn nên dùng Pikachu á, sau đó tiến hóa thành Raichu thì nó sẽ dễ qua hơn, qua nhanh nữa các bạn à, rất là dễ luôn. Thì mình sẽ vào game này vào lúc buổi trưa mọi người, tầm 9-10 giờ hoặc là 8-9 giờ. Được, tầm 9-10 giờ trưa thì mình sẽ vào đây mình chiến nha. Có thể các bạn vào sẽ gặp mình. Lần trước mình cứ chơi với một số bạn